Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Như vậy là ngày hôm nay 20 nay 21 20 nhỉ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Như vậy là các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đang bước lên xe để chuẩn bị đến Hưng Yên tham dự vòng chung kết U19 toàn quốc. Các cầu thủ trong trang phục màu xanh rất là đẹp ạ. Thầy trò huấn luyện viên Lê Hồng Minh đã xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết U19 toàn quốc. Và ngày hôm nay thì họ đã chính thức lên đường để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Ở Hưng Yên em à, anh em nào hỏi nhỉ? Đi Hưng Yên đợt hè nhà mình ngồi với thằng người khác xích xu nhỉ. Tí nữa cháy xe. Thanh Hóa FC. Chúc đội tuyển may mắn ạ. Sáng nay ngày 21 tháng 3 thì U19 Đông Á Thanh Hóa đã chính thức lên đường đi Hưng Yên tham dự vòng chung kết U19 toàn quốc. Vâng, và chúng ta cùng chúc cho các cầu thủ U19 Đông Á Thanh Hóa sẽ thi đấu thành công. Sau khi gặp mặt với chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ông Cao Tiến Đoan thì cầu thủ U19 Đông Á Thanh Hóa đã bước lên xe chuẩn bị cho hành trình mới. Một hành trình hứa hẹn sẽ nhiều điều hấp dẫn, thú vị và tốt đẹp ở phía trước. Chúc đội lên đường thành công tốt đẹp. Hay không? Ngày hôm nay thì cũng có khá đông các cổ động viên bóng đá Thanh Hóa đến đây để chào tạm biệt và chúc cầu thủ U19 Đông Á Thanh Hóa thi đấu thành công. Rồi, chuyến xe đã lăn bánh.